Hôm qua em có giới thiệu đến cả nhà mình là em về được con NA6006. Hôm nay em khui thùng ha. Thì con trong NA này nó có đây là anten wifi bluetooth nha, hiển green nè, nhật rất là chu đáo ha, cho luôn hai cục pin tiểu kèm theo. Đây là sách ha, đây là dây nguồn và cả thêm một cái sợi dây optical nữa các bác. Rồi bây giờ em sẽ tháo, em sẽ lấy thùng ra nha bác ha, các bạn đợi em tí xíu. Rồi em đã khui thùng, em nói đây ha, con này điện 100V nè, 35W nha các bác, sản xuất năm 2019 ha, số seri của nó là 0996 các bác, 0996. Đây là anten bluetooth và wifi ha, đây là các cái jack AV, nó có hai đường AV out ha, hai đường analog out, một đường cố định và một đường cho phép mình chỉnh âm lượng các bác. À con này hay đấy, con này hay ha. À, về cổng vào thì nó chỉ có cổng cổng một cổng quang thôi bác, một quang vào và một quang ra thôi. Con này full thùng trùng seri nhé bác, hàng sản xuất tại Việt Nam xuất Nhật. Đây là số seri 996 các bác, số seri thùng ở đây 996 đó, và diện mạo của nó phía trước ha, rồi đẹp keng ha, dạ đẹp long lanh, 14 triệu 500 nhé các bác, 14 triệu 500. Rồi em sẽ giới thiệu với mình thêm một những cái cặp đôi khác ha, các bác đợi em một tí xíu nha. Rồi đây là những cái bộ đôi mà em xin giới thiệu đến cả nhà mình nha. Ở trên này là như em vừa giới thiệu mình con NA6006 ha, full thùng trùng seri có anten wifi giá 14 triệu 500 ngàn. Ở phía dưới này có một con CD6006 các bác, CD6006 ha. À, con này nó có giá là giá của nó là 6 triệu các bác, 6 triệu ha. Thì lấy cả bộ đôi này thì em bớt 500 ngàn ha. Dạ bớt 500 ngàn, còn lại 20 triệu. Vừa chơi CD, vừa chơi giải mã nhạc từ cổng quang, đọc được USB, có anten Wi-Fi và Bluetooth luôn. Dạ, anten Wi-Fi và Bluetooth luôn các bác, 20 triệu nha. Rồi ở dưới này là một bộ đôi khác của Marantz, gồm có NA7004 10 triệu 500 ngàn và một con CD6003. Con 6003 thì em bán với giá là 5 triệu nha bác. Thì nếu mà lấy cả bộ đôi này thì tính cả hai là bớt 500 ngàn là 15 triệu ha. Một cặp đôi mình vừa chơi CD vừa chơi giải mã các bác, đọc được USB luôn. Cả hai con, tất cả những bốn con này đều đọc được USB. Đó. Thì đầu mặt đẹp nhé bác, mặt đẹp keng hết ha, con nào cũng keng, riêng con NA6006 thì full thùng xốp, em vừa mới bóc ra đó. Thì bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp ha giùm em sẽ có clip test trước khi em gửi cho cả nhà mình, và ship hàng toàn quốc ha, các bác chuyển khoản hết thì em bao ship. Còn nếu mà đặt cọc 15% giá trị của máy thì các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán phí ship các bác trả, và tất nhiên là em đảm bảo là hàng em bán là đúng với cái mà em đã chụp hình em gửi cho các bác ha, và bao mình test trong vòng 7 ngày, và nếu mà có vấn đề gì trục trặc thì mình sẽ xử lý bằng cách là xử lý khắc phục hoặc là đổi mới nếu các bác thích. Rồi đầu MD thì đây là đầu giải mã ha, đầu MD em vẫn còn nhiều, các bác nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp giùm em nha. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Em giới thiệu một cái cặp đôi rất là hợp ha. Ở trên này là một cái đầu CD XA5ES ha. Con này mắc từ đọc rất là nhanh các bác, âm thanh rất là hay và có cái xài cục chặn đĩa như này ha. Đó, mắc đọc rất là nhanh nha. Đây mình và mình cho nó vào, thấy nó đọc rất là lẹ này. Đó. Vào là đọc liền các bác. Rồi đầu CD XA5ES hai má nhôm y chang, form nó y chang như con CA50ES MD các bác ha. Đây nút, các cái nút nhấn chọn bài ở bên này. Ở phía dưới này là một đầu MD Sony CA50ES màu đen đẹp như mới luôn.
À, con này cũng phát tốt luôn ha. Đây, đọc rất là tốt nha. Dạ. Giải mã thì tiếng của GA50 là quá hay rồi. Thì cái cặp đôi này thì em bán với giá, tức là đầu Sony GA50 có giá là 15 triệu ha, lấy khiển thêm 500.000. Cái khiển đó chỉnh được volume và chỉnh được luôn cả CD. À, con đầu CD XA5ES này có giá là 5 triệu. 5 triệu và 15 triệu 500 là 20 triệu 500. Nếu mà các bác mua một cặp này thì tính giảm 500.000, còn lại 20 triệu ha. Đó, đầu rất là đẹp, cả hai đầu đều đẹp hết cho bác nào chơi CD và chơi giải mã ha. Đầu MD, đầu CD Sony. À, đầu CD Sony XA5ES cùng form với lại MD Sony GA50ES các bác. Cả hai đều đẹp ha, đẹp như mới. Đẹp như mới hết. Cùng form với nhau. Và hào hồi nhôm hết ha. Đây hai cái mang nhôm của nó đây. Hai cái mang nhôm ha. Đầu còn rất là đẹp ha. Đây là phía sau của nó. Đây là con CD ha. 200840. Đây là đường ra, nó có một cái đường ra cho mình phép mình chỉnh âm lượng và một đường ra cố định ha. Một đường ra quang các bác, một đường ra quang ha. Đây là đường ra quang của nó. Đường ra quang. Còn con ở dưới thì có đường in analog ha và đường out. Ở đây là đường đồng trục và một đường quang và hai đường đồng trục vào, một đường quang ra ha. Con này số seri của nó cũng là 200 luôn, 518 ha. À, bộ đôi này nếu mà các bác nào lấy nguyên một cặp này thì có giá là 20 triệu nha các bác. Giá đã bao gồm phí ship ha, tặng kèm phí ship một cái khiển MD tĩnh được cả CD, tặng một dây quang và hai đĩa MD cho các bác. À, CD và MD ha. Rồi, bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới giúp em. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Đây là clip em test mấy cái con 3 trong 1 nha. Hiện giờ là nó đã đọc đĩa hết rồi ha, đã nhận hết rồi, giờ phát bên CD nè. Ở D2 có 3 con, đây là 3 con D2 ha, 3 con D2. Và trên này là 2 con D3. D2 thì có 3 con mà D3 thì có 2 con. Đó, CD đọc tốt rồi ha. Rồi, mở đi nè. Mở đi. Tất cả đều đẹp hết ha. Dạ, đẹp hết. Như nhau ha. Đầu 3 trong 1.
Đây là số series 172, 174, 859, 001 và 401.